Xin chào các bạn, hôm nay rất vui khi được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Như các bạn đã biết thì tuần trước mình đã chia sẻ những thông tin mới nhất về dự án Eden City, bao gồm nhiệm vụ 3 này, thông tin hợp tác giữa Eden City và các công ty lớn này. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những cái thông tin mới nhất về dự án. Một số cái điểm chính mà mình muốn thông báo cho bạn ngày hôm nay đó chính là việc bán tư nhân cũng như là bán công khai của dự án Eden City. Việc kết thúc nhiệm vụ 3 và tiếp theo là cái việc nhận thưởng của nhiệm vụ 3 đó chính là nhiệm vụ 4. Tiếp theo là AMA của Eden City. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu những cái thông tin này nhé. Trước tiên thì để bắt đầu thì mình sẽ nói về việc nhận thưởng của nhiệm vụ 3. Khi mà chúng ta tham gia một chương trình gì đó để có thể nhận giải thưởng thì việc kết thúc chương trình và việc nhận giải thưởng thực sự là rất là hấp dẫn. Để mà có thể nhận được cái phần thưởng của nhiệm vụ 3 ấy, thì các bạn có thể kích thúc chuột vào link này. Mình sẽ mô tả link, mình sẽ để link để cho các bạn tiện theo dõi. Tiếp theo là các bạn có thể nhìn thấy ở đây là mục điền quốc tịch. Các bạn có thể điền quốc tịch của mình tại đây. Tiếp theo là nhớ hãy nhập cái số UID để có thể tham gia nhận thưởng. Sau đó thì hãy nhanh chóng gửi cho LCD. Tại vì số lượng người mà tham gia rất là lớn và cơ hội là có hạn. Do đó thì chỉ 100 người đầu tiên tích cực nhất thì có thể là nhận thưởng. Nói thêm một chút về cái nhiệm vụ 3 này thì như tuần trước mình đề cập là chỉ đến tầng trên 700 thôi là đã có thể nhận thưởng rồi. Nhưng thành công ngoài mong đợi đó là nó đã vươn đến tầng 800. Thật không thể tin nổi. Tiếp theo thì mình sẽ nói về vấn đề private sale. Hiện nay thì mình đang ở trang web đăng ký ứng dụng đóng góp tư nhân Eden City. Các bạn có thể thấy ở đây thì cái việc đóng góp tư nhân này nó đã bắt đầu được từ 28 tháng 6 năm 2018. Có nghĩa là nó đã bắt đầu ở gần một tháng rồi các bạn ạ. Và ở đây là thông tin về token. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây về khối lượng này, về số lượng mã thông báo tối đa, đóng góp này, khai thác cho nguồn năng lượng tái tạo dự trữ nhóm. Đây là cái sự phân phối token của dự án. Mũ mềm nó rơi vào khoảng 10 triệu đô la, mũ cứng thì rơi vào khoảng 33 triệu đô la, có nghĩa là tương ứng là nó có thể gấp 3 cái lần mũ mềm. Và hiện nay thì cái đóng góp tư nhân nó đang mở với cái số lượng là 19 triệu đô la Mỹ. Thời gian bắt đầu thì nó sẽ vị trí vào khoảng tháng 9 này với 10% mã thông báo phát hành cùng lúc với bạn phát hành thẻ chính. Tiếp theo là sau đó thì 10% mã thông báo phát hành mỗi tháng trong 9 đoạn tiếp theo. 1 USD thì tương đương với cả 9,8 ECT. Eden City Token đấy ạ. Tiếp theo để có thêm những thông tin chi tiết hơn thì các bạn có thể đọc giúp mình hoặc đơn ở đây. Mình sẽ đi tiếp theo một số cái thông tin chi tiết khác về cái việc đăng ký private sale này. Các bạn hãy cùng theo dõi mình nhé. Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Thông tin chi tiết và có giá trị càng cao, cơ hội lựa chọn càng cao. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thông tin các bạn cung cấp của chúng tôi thì được chọn đúng ứng cử viên sẽ củng cố cộng đồng Eden City. Tất nhiên rồi, việc tham gia vào nhiệt tình của các bạn thì sẽ góp phần cho cái cộng đồng Eden City trở nên lớn mạnh. Và nếu bạn được chọn thì sẽ nhận được một cái email từ contact@edencity.io. Đây thực ra nó chính là cái nhiệm vụ 4 đấy ạ. Tiếp theo là Alarm Scam, vui lòng chú ý một số cái hình thức lừa đảo. Một số cái kẻ lừa đảo nó sẽ lợi dụng cái việc nhiệm vụ 4 này để có thể là giả mạo, nên là các bạn cần chú ý và vui lòng hãy xem kỹ cái nguồn email hoặc cái tiêu đề của bạn để xác nhận. Để tham gia thì rất đơn giản thôi, các bạn có thể điền địa chỉ email của mình ở đây, một số thông tin cá nhân khác như là tên, họ, quốc tịch này, token ID. Cái này là bắt buộc nhá, những cái dấu đỏ đây các bạn chú ý này là những thông tin bắt buộc, đừng bỏ sót nhé. Nếu mà mình có sót thì mình sẽ không thể đăng ký được đâu.
Và ở đây thì là cái khối lượng các bạn muốn đóng góp, các bạn có thể tùy chỉnh đây nhé. Rất chi là nhiều mức để các bạn có thể phù hợp với cả lựa chọn của mình, từ 200.000 đô cho đến 600.000 đô. Wow, rất chi là nhiều mức. Đây chia thành 4 mức rồi. Các bạn có thể tùy chọn tại đây nhé. Tiếp theo là các bạn hãy vui lòng xác nhận và đồng ý. Tất nhiên là đồng ý rồi đúng không ạ? Tại mình có nhu cầu, mình quan tâm đến cái private sale rồi mà. Tiếp theo là một số khảo sát thôi, là bạn đã nghe về agency ở đâu. Như mình thì mình tìm hiểu trên mạng internet, trên các mạng xã hội. Còn các bạn có thể điền thêm thông tin ở đây nhé, càng chi tiết càng tốt. Tiếp theo là bạn có thể giải thích cái lựa chọn của bạn trong câu hỏi trước. Đây, mục này. Và một số cái nội dung khác như là những gì bạn có thể mang đến cho LNCT này. Giải thích về các lựa chọn của bạn trong câu hỏi trước. Và sau đó là nhanh chóng gửi về LNCT nhé. Tiếp theo là một cái thông tin cũng rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ với bạn, đó chính là cái việc mà hợp tác giữa LNCT và Crypto Lab AMA vào ngày 19 tháng 7. Cụ thể nó sẽ vào lúc 8 giờ tối ngày thứ năm theo cái giờ Trung Mỹ à, mình nhớ là Central South Time thì phải. Tiếp theo là chúng tôi sẽ đưa ra khoảng 8.888 con số cực kỳ đẹp LNCT token cho những ai mà tham gia cái việc livestream AMA, sự kiện AMA. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khi mà mình tham gia livestream và mình còn được nhận thưởng nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Háo hức tại vì cơ hội là dường như là được chia đều cho tất cả mọi người. Và đã có thêm cái thông tin chi tiết về cái show này thì các bạn có thể nhìn cái hình ảnh ngay dưới đây. Đây cái việc phát tháng 1888 LST token. Đây là các bước mô tả, các bạn có thể nhìn ở đây này. Rất đơn giản thôi. 5 bước. Tham gia vào cộng đồng Telegram của LNCT. Siêu đơn giản, đăng ký ở tokenit.com và nhận cái UED. Cái việc này thì mình sẽ để link nhé, cho các bạn sẽ theo dõi. Andy sẽ thông báo cái thời gian mà cái sự kiện diễn ra, cái việc livestream này. Tiếp theo là đăng ký nick tài khoản YouTube để thực hiện livestream cùng với cả Annie cũng như là Minh Trinh Nguyễn. Và nếu có bất kỳ những câu hỏi nào về sự lựa chọn thì các bạn có thể hỏi đáp nhanh thông qua các mạng xã hội của Allen City. Tại đây thì mình sẽ điểm qua một số bình luận nhé. Tôi thích cái việc làm việc với cộng đồng của các bạn. Còn gì tuyệt vời hơn là những nhà đầu tư và những chủ dự án gặp nhau và chia sẻ thông tin với nhau nhiều hơn. Thiệt đấy, dự án rất là tuyệt và tôi thích nó. Công ty rất là tuyệt vời. Rất là nhiều bình luận tích cực đúng không ạ? Tiếp theo đây là cái hình ảnh của cái buổi phỏng vấn LCT của Ailey và Minh Trinh Nguyễn. Các bạn có thể theo dõi ở đây nhé. Hơn 7.000 lượt xem, 300 like và cái lượt dislike nó không hề đáng kể tí nào cả. Đây, đây là cái link gốc đây. LNCT ICO AMA livestream cùng với cả Annelie và Minh Trinh Nguyễn. Thì mình đã xem rồi, mình sẽ chia sẻ trước các bạn nhé. Cho những các bạn nào mà chưa xem hoặc chưa nắm bắt được cái thông tin này thì mình cũng không bị bỡ ngỡ nữa. Rất tiếc nó không có tiếng Việt, nó chỉ có tiếng Anh thôi. Nếu mà các bạn có bất kỳ cái thông tin nào muốn chia sẻ hoặc là muốn thảo luận của mình, các bạn có thể inbox cho mình nhé, và thông qua YouTube chẳng hạn, hoặc chúng ta có thể hẹn gặp để nói chuyện trực tiếp. Đây chính là CEO của Allen City.
Ông Anneli, còn đây là Michel Nguyễn. Nghe trực tiếp luôn. Đây là những cái bình luận của cộng đồng và những người tham gia cũng như là những người quan tâm đến dự án. Thông tin tuần này thì sẽ kết thúc tại đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu các bạn quan tâm hoặc là muốn tìm hiểu thêm thông tin về dự án thì các bạn có thể vào trang chủ của LCT hoặc là liên lạc trực tiếp với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe.